Chào các bạn, trong video lần trước mình đã giới thiệu với các bạn cách tạo một cái header trong suốt để mình có thể thấy được hình nền phía sau header đó. Ví dụ hình nền của mình là tương đối đẹp cho nên mình sẽ làm cho cái banner này trong suốt. Nó sẽ ấn tượng và đồng thời chúng ta cũng làm được cái tuyết rơi đằng sau. Trong cái video của lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách tạo một cái contact form để bạn đọc có thể liên lạc với chúng ta ngay trên nền giao diện web này mà không cần phải dùng đến hộp thư. Đầu tiên các bạn vào WordPress.org, các bạn gõ vào cái mục search plugin cái chữ contact form. Sau đó các bạn tải về phiên bản contact form 2.8 này. Sau khi hoàn tất việc tải, các bạn có thể vào lại cái dashboard đến mục plugin và các bạn add new và làm các bước như là các plugin lần trước trong quá trình cài đặt các plugin lần trước. Sau khi cài đặt xong, các bạn đến phần dưới phần setting nó sẽ xuất hiện cái mục contact form này. Chúng ta kích vào đây. Nếu bạn muốn thêm một cái contact form vào một website, chỉ cần copy và dán cái code này vào trong cái bài đăng hoặc là trang của bạn. Đó chính là cái code contact form như thế này, các bạn có thể copy. Và nếu thông tin dưới đây được điền chính xác thì message sẽ gửi đến địa chỉ mail. Các bạn nên sử dụng cái use this mail. Chỗ này các bạn điền địa chỉ mail của các bạn vào. Ở trên này thì mình không cần thiết. Mình dùng phía dưới này. Đã thiết lập một địa chỉ mail mà sẽ gửi đến và cái địa chỉ mail này được dùng cho việc nhận cái lời nhắn. Và các bạn điền địa chỉ mail của mình vào đây. Sau đó chúng ta kích vào nút Save Change. Việc tiếp theo là chúng ta tạo một trang mới. Chúng ta vào một bay. Tạo một bay mới. Cái trang này chúng ta đặt là trang liên hệ. Phần dưới phần nội dung ta vào thì HTML và dán cái code vừa chép vào đây. Về giao diện thì chúng ta có thể chọn one column hoặc là chúng ta để mặc định trên cái theme. Sau đó chúng ta publish. Và các bạn copy luôn cái permalink là cái đường dẫn của cái trang này. Cái chuột phải và chọn chép. Hoặc là bạn có thể view view bay các bạn để xem thử cái trang nó có đúng hay không. Các bạn thấy liên hệ bao gồm name, address, mail và chủ đề và lời nhắn. Mỗi khi mà độc giả nhắn tin điền đủ thông số vào đây, độc giả nhắn tin thì nó sẽ gửi đến hộp thư của chúng ta và chúng ta có thể trả lời email cho độc giả. Điều tiếp theo chúng ta cần làm là chúng ta sẽ đưa chữ liên hệ vào trên cái thanh menu này. Chúng ta sẽ trở vào một sau khi có cái permanent link này, chúng ta sẽ trở vào một menu, appearance menu. Và chúng ta tạo một cái menu mới bằng dùng cái cách là custom link. Chúng ta dán cái địa chỉ, cái đường dẫn của cái trang liên hệ vào. Sau đó label là cái nhãn chúng ta chọn là liên hệ. Sau đó chúng ta kích vào Add to menu. Và chữ liên hệ sẽ nằm phía dưới cùng như này. Có nghĩa là nó sẽ nằm phía bên phải trên cái thanh menu. Và chúng ta Save. Sau đó chúng ta có thể vào trang tiếp clip COCC chúng ta xem lại. Các bạn có thể thấy là cái chữ liên hệ, cái menu liên hệ nó được đặt trên trên này. Và mỗi khi chúng ta kích vào liên hệ thì nó sẽ hiện ra cái trang để chúng ta gửi email. Ngoài ra các bạn có thể thêm chữ vào khúc trên này. Ví dụ như các bạn có thể vô phần trang hồi nãy, trang liên hệ các bạn edit và các bạn điền vào là ví dụ như là nếu có câu hỏi gì thắc mắc các bạn có thể điền vào các ô dưới đây và gửi cho chúng tôi sẽ gửi, trả lời các bạn một cách rất là nhanh chóng. Chúc các bạn thành công.